Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ quay xe cuốc đào móng bắn phá bê tông. Cố sang sang rồi đại ca. Không yêu nữa, tay ông nữa. Ôi ngày xưa chỗ này là cái xưởng anh. Tại sao thấy nó có xưởng ấy? Thấy có sàn trước bê tông, bên kia em thấy cũng có sàn bê tông này. Ủa vậy mà bọn ép 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 cặp xuống rồi thấy cái gì? Cái sắt ấy, thấy nó ép nó lủng như thế. Chịu lực áp hết đấy. Đây là máy xúc Sumi 02. Phát trực tiếp. Vừa đó đang quay video mà. Hả? Đỡ đẹp đẹp đi. Hello, chào mọi người, là bạn nè. Khai hả? Khai là khai bạn đó. Đây là móng từ bê tông. Ủa hôm nay làm xong rồi rút xe đi luôn rồi anh. Thế xong một cố chút keo rồi đâu làm một con chung mà. Nhưng kêu xe nhỏ làm không được, làm được. Con này không làm được. Nó bị án đó mà. Không, nhà bự thế. Sao con này không làm được? Con này vô muốn thuê nó chặt hơn. Chặt à? Con này không đâu. Con này không quay được đâu đúng không? Cào ra. Nè, nè, cao ngầm nữa nè. Đâu nhà rồi đây. Cửa ký này tôi đập bỏ không? Ủa là trên lầu. Rồi anh bắn hết chưa mà đã sợ 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 sợ. Bắn là nè, bữa nay thợ tôi muốn là... Con này nhìn nó to giống như kiểu 025 ấy nhỉ. Thật. Vậy anh kiếm đâu được cái biển số kia hay là xe đã đóng biển số rồi? Nó nói lụm dán, kiếm gì mấy tem lụm dán. À lụm dán chơi chơi rồi. Có SH45 mà 40 đâu. Thì cái 025 rồi. 45 gì rồi? 45 chứ ai nói 40, 50 gì đâu. Ờ, thế nó gần gần 025 rồi, nó ngang con kia rồi. Nhưng mà là nó 022. Ừ, 022 đúng rồi. Nó không được 025. Thì nó cũng... Mà cái đít nó đủ, cái háng nó bằng 025 á. Bằng chân á. Con này bằng con kia luôn đó. Nhìn hai con ngang ngửa nhau mà. Giam thử 40. Đâu, cái chẳng cực hơn nhiều. 40 thì nó mới là 02. Gần này 022 rồi. Gần 025 rồi. Cái xe làm rồi đi thử suy nghĩ thôi. Nhưng mà nó nhiều nặng vốn quá mẹ cũng mệt. Nặng vốn mà không khỏi sửa. Ông mua mấy xe kia trăm mấy, ông rửa vòng vòng 200 mấy. Vậy là ý là mình mua chiếu lại tăng đi. Cắt ở đâu? Không, kiếm đi, chạy ra đây ăn được. Điểm 5 đi trời. Sao không? Điểm thôi. Điểm đi. Điểm 5 đi. Điểm quá, xuống chân không? Đúng rồi anh. Có 5 kinh kinh. Sắp ra đầu người 200 ký được 2 triệu rồi. Chở lên lên riêng kêu thằng ba gác nó chạy quốc 250 lên lên riêng cân 10.000 ký. Nó nói 500 đi không được đủ mấy tao bao này nó có gì kia chở vào vậy. Đúng rồi, chơi trời cầu về. Nó đổi điện thoại này ghế có số rồi. Số của ai?